Nếu thấy hay thì hãy đừng quên ấn like page và đăng ký kênh YouTube Thế Anh Sport của mình nhá. Tiện thể thì anh em nào muốn đánh hay trong video ấy thì anh em hãy sắm cho mình một quả bóng tập tay như mình đang dùng rồi nhá. Thì quả bóng này thì tương đối là tốt, dành cho anh em mùa dịch này ở nhà tập. Cứ ngồi chỗ tập này khoảng tầm 5-10 phút đấy, thì nó sẽ giúp cho tăng cái lực cổ tay rất là nhiều. Thì anh em nào quan tâm đến quả bóng này nhá thì có thể là kết bạn Zalo hoặc là gọi cho mình qua số điện thoại 0965698987 nhá. Dùng phê đó anh em ạ, quay tiết mù luôn này. Ok nha anh em nhá. Hello mọi người, được số 21 người cho cặp đôi đi vào Hồng Nam. Chạm 31 anh ạ. Cầu ngoại sân. Cầu điểm 14-23. Hey!
sao. Chiều nay tứ kết thì bắt đầu rất là hay. Ngoài sân trận đấu kết thúc 21-18. Là hết rồi nhỉ. Hello mọi người. Về nửa trận. Hai bọc Triệu Văn Hải và Huy Hiếu. Nữ. Còn slot không? Vào trong áo này. Tí nữa lấy cho. Chiều mấy. Anh Đức vẫn cầm mấy em đúng không? Đây đây. Đây này đưa mày mày. Sân nhà thi đấu Hoàng Mai nha anh Hồ Văn Công ơi. Có em đi. Triệu Văn Hải, điểm 78. Chị Đức ơi, cái này mất chút công việc rồi. Vui vui xuống rồi, có chút công việc. Đây, đứng sang bên này, đứng sang bên này cho con. Thế đứng dịch căn. Số 8 đều. Em phải đứng ở đấy nữa, nó hài hòa. Kết quả thi đấu là nhất bảng A là Hồng Đức, nhì bảng A là Hồng Long, nhất bảng B là Thắng Phú, nhì bảng B là Tuấn Anh Thiều, nhất bảng C là Duy Nam, nhì bảng C là Hoàng Anh Lâm. Rồi, tuyệt vời, gặp kiểu lưỡi nha, kiểu lưỡi rồi. 3, 2, 3, 3, rồi. Tỷ số 18 thôi là Triệu Văn Hải. Ôi, em đứng gần để hiệp giết. Thật đấy.
ngay thật quá, mười tối chín. Sau khi kết thúc trận thi đấu trên sân số 2 thì ban tổ chức chúng tôi xin mời tất cả các vận động viên trọng tài ăn trưa tại nhà hàng Hoa Sen ở khách sạn Kim Liên. Chúng tôi xin phép là trong khi kết thúc trận đấu trên sân số 2, ban tổ chức xin mời tất cả các vận động viên trọng tài đến ăn trưa tại nhà hàng Hoa Sen ở khách sạn Kim Liên. Thôi. Ở ngoài sân. Anh ơi.
Phùng Văn Hải của Bắc Giang đây. Đây là đôi nam nữ số 2 Việt Nam. Hello, anh cũng lê mi lê văn minh tú và đang đánh cầu đánh chưa? Đôi đấy mạnh lắm. Đôi đấy là ứng cử viên sáng giá cho chương trình. Sau buổi sáng kết thúc muộn cho nên là chúng tôi sẽ sớm lại là buổi chiều nay chúng ta bắt đầu vào lúc 14:30 bắt đầu thi đấu các vận động viên. Buổi chiều vào ngày hôm nay đúng 14:30 các trận đấu bắt đầu diễn ra trận tứ kết các vận động viên chú ý vì sáng nay thi đấu muộn. Come on!
qua lưới. 24-28. Hải Phòng lúc này rất quyết tâm. Trời ơi. Hai 924 pha hỏng cầu rất là đáng tiếc. Cùng ngang rất khó chịu ngọc chiếc ở đây lé cho ra ngoài. Dạ vâng, em đến đây là để điện. Hưng Đức cũng có cửa vô địch em Hải ơi, nhưng mà ý của em là hai đội kia vẫn cứng hơn đấy.